Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Đây, tôi đang đứng ở đây nè, ngay xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, đây là đường tránh của quốc lộ 56 này, à quốc lộ 55 này. Đây, chạy thẳng cái này là đi về suối Giao, rẽ trái, đâu rẽ phải đây là một chút thôi là đến quốc lộ 55 thôi. Thì giới thiệu quý vị đây một cái căn nhà ở trong này, nhà vườn. Trên diện tích đất là 1.300 m², tức là 1 xào 3, có 300 m đất ở luôn rồi. Đấy, cái khu dân cư nhá. Đặc biệt là đây nó có cái sông ở trước mặt đây này, cái sông này rất là đẹp này. Đây tôi quay cho cái sông cho quý vị biết. Đây cái cầu này, đây cái sông đây. Đó. Sông nước chảy này, nước chảy có đá này. Đá đằng kia này, đó, đẹp chưa? Rất tuyệt vời luôn. Nước chảy suốt ngày đêm. Thì cái này đang chào bán là giá 2 tỷ rưỡi quý vị nhé. 2 tỷ rưỡi có nhà và ở luôn. Cây xoài, cái cửa. Đó, nhà người ta đang ở. Theo đạo. Đây người dân theo đạo. Bạn Tuế này. Đây. Nhà vườn này. Nhà nuôi nhiều chim, nhiều chó quá ta. Đây. Chưa. Nhiều nhiều loại chim quá. Nhà cô nuôi nhiều chim nhỉ? Mấy con chó này cắn ghê quá. Này phía đằng sau đây, nói chung là làm nhà vườn này quá tuyệt vời. Khu này giá nó rất cao vì là khu dân cư và nó ngay trung tâm. Đấy, chỗ này cách với lại cách biển ấy thì khoảng 15 cây. Con này nó kêu ghê lắm luôn. Đấy, nó kêu được rất nhiều giọng. Con khiển. Ủa đấy, rất nhiều giọng. Nhưng mà nó kêu, sáng sớm đã kêu rồi. Con này kêu mất ngủ luôn quý vị. Trước tôi con nuôi con, nhưng mà kêu nhiều quá lại phải đổi sang con khác. Cú gáy. Thì chỗ này mà cách chợ Bà Tô khoảng 5 cây quý vị nhé. Mấy cây số. Cây đổ lại. Đây, nhà vườn. Đấy, con này nó kêu ghê. Đấy. Đấy, kêu suốt ngày. 2 tỷ rưỡi quý vị nhé. Cái mức giá này ở đây tốt đấy. Để ngay trong kia có cái nhà bán đất không thôi cũng 2 tỷ rưỡi rồi. Để có 500 m². Thì quý vị nào quan tâm ở đây thì alo cho tôi nhé. Đấy. Khiếu này. Con khiếu này đẹp thế. Wow, khiếu đẹp quá thật. Khiếu đẹp thật. Ui à. Đấy, quý vị nhá. Quý vị nào quan tâm thì cứ alo cho tôi. Quý vị hãy đăng ký kênh của tôi để cập nhật những thông tin mới nhé. Nhà nuôi rất nhiều chim. Nuôi này cho ăn hàng ngày mất nhiều thời gian. Tôi có mỗi con thôi mà cũng thấy mất thời gian. Này, vườn cây dâm bụt này. 2 tỷ rưỡi. Tôi có một cái video khác nói về một cái khu người ta gọi là cái khu biệt lập. Để vừa nghỉ dưỡng gọi là vừa chữa bệnh luôn. Đấy thì có video khác quý vị nào quan tâm thì tôi gửi cho. Trước mặt là có 3 cây me. Đấy, sông đây. Đấy, sông Hỏa, ở đây gọi là sông Hỏa quý vị nhé. Đó. Thì sơ bộ cho quý vị biết một cái căn nhà ở khu vực này. Ngay trung tâm nhé. Sao? Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.